đề đề lai là đề phát trực tiếp là đề gì? Ừ. Con lên like cho Mọi người ủng hộ thôi. Chào mừng anh em nha. ai coi chưa có ý coi ý Nguyễn chào ý Nguyễn nha Chào hai người anh em nha. Lại tới công việc mình nữa rồi anh em ơi. Đó, này này tươi quá tươi. Chào anh em nha, anh em đặt hàng cứ cứ cần chấm cái là được rồi nha anh em. Vỗ chào anh em cái vô. Mấy người không? 120 mấy người nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Vũ tiếp tục like mình gấp mắm nha mọi người ơi. Tiếp ơi tiếp ơi, Đây là mắm mật nha mọi người. mắm mật nha anh em. Đây là anh em tụi mình là lựa chọn những con mực mà tươi nhất là dừa muối để Ok, muối cảm ơn mắm Thái Duy nha. gửi tới cho anh em nha. Đó, mực đây là mực anh em mình muối chua. Chỉ là 5 mực 1 muối nha anh em. Mình không không gia vị gì trong này, chỉ có muối trắng đà dây với lại mực thôi nha. Rồi về anh em mình ăn là mình phải gia giảm thêm đường muối, đường đường rồi đường một một xíu bột ngọt rồi chanh ớt tỏi nha anh em, giả nhuyễn đó. Anh em nào mà muốn anh em nào mà ở bên ở miền Trung á là anh em cho thêm đường ở ngoài đó, là muối là chỉ có 5 mực 1 muối để đem về 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 bờ á Rồi anh em nào cho đặt bà hàng con cứ đỡ để lại một sốt. chấm nha anh em. Đó, mực bên mình muối đây nè anh em. Chỉ có mực tươi với muối trắng là dây nha anh em. Đó, còn này là sau khi đã đóng hộp xong nha. Anh em nhận hàng y y hình y mẫu thì anh em nhận hàng nha. Ok, cảm ơn Lâm Thái Duy nhiều nha. Cảm ơn 337 người anh em nha. Anh em đặt hàng cứ anh em cần cái gì cứ cho mình một chấm đi anh em. Ủa đã thấy sáng trưng mà sao thì bây giờ nó tối tối vậy ta? Trời đang đẹp. Lên điện vô đẹp đẹp chứ không ơi. À, chà 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 chà. Bấm thì riết hào quay tôi luôn. Chết luôn anh em ơi. Này sếp đi công tác rồi chứ anh em. Đây, sếp đi công việc nên sếp giao cho anh em mình với cho mình với anh gà live stream gấp mắm nha anh em. Bà mua đỏ xinh quá. Ok, bà mua đỏ tên Huệ nha anh em. Sếp đang lên. Chào 350 mấy người anh em nha. Anh em mua mắm ủng hộ anh em ơi. Ủng hộ đi cả nhà ơi. Này là mắm cơm nha anh em. Mắm độc đó anh em này. Mọi người muốn độc. mua hàng để lại dấu chấm hạt số 1, số 2 gì đó nha anh em. Đó. Đây, mắm bên mình nha anh em ơi. Sau nãy thấy thấy sáng rồi bây giờ tôi thui út. Nãy thấy sáng lắm mà. Thôi tôi chấm chấm vô đây sao nó chấm chấm vô đây sao nó tối lại. Thào cái mặt con Vũ chứ. Đây. À. Đấy, nhìn giống bê đê phá vậy đó. Nói chung là mất đó. Nè. Dễ thương đấy. Quá đẹp. Anh Mắm em mực nha anh là em ơi, mắm mực 89 cành nha anh em ơi. tôi vô cái mặt Mua hai hũ cho lên là là miễn ship nha anh em. Ba hũ thì chặn ta tặng cho mắm độc anh em ơi. Anh em đặt hàng để lại cho chấm nha. Đó, chút nữa anh em mình vô chốt đơn cho cả nhà nha. Đây mắm cơm nguyên con anh em ơi.
cá cờ miền con, mắm ruốc, mắm độc từ biển anh em mình lọc ra nha anh em. Bếp nướng gì lại gà lại quá, em mới vô nghề mà anh ơi, mới vô nghề, từ từ bình tĩnh cho anh đó. Mực nha anh em ơi. Mời bỏ bên Hiển vô xem like. Mực, không bỏ bên Hiển xếp máy vô coi. Đó mực mực bên mình muối mực mực tươi với muối trắng là về nha anh em ơi. Đó. Dấu giới thiệu cho bây giờ ơi. Nói cho con câu gì cho anh em vui. À có tặng con đỏ, mười hũ tặng luôn nha anh em ơi. À mắm vẫn được nha anh ơi, tại mắm độc nó yếu anh ơi. À hệ cho anh em cái hệ ơi. Đó vàng mắm tùm lum. Ok anh em cứ để lại dấu chấm, anh em đặt hàng hay là có gì đó anh em để lại dấu chấm cho tí nữa anh em mình vô chốt đơn cho cả nhà nha. À mắm mực 89 cành nha anh em ơi, hai hũ cho lên miễn ship nha anh em ơi. Ba hũ thì được tặng cho mắm độc như thế này nha anh em. Đó. Đó. Rồi ok anh em cứ để lại bình luận đi, cứ để lại bình luận tí nữa là sau khi like anh em mình chốt đơn cho cả nhà nha. Đó. Anh em thấy con mực đã không anh em? Sau khi đóng là mẫu mã như thế này nha anh em ơi, anh em nhận hàng kiểm tra hàng như thế này anh em nhận hàng nha. Vũ múc đầy ghê không? Bao nhiêu ký mực cái mập? Nó bị chưa lên cái bị á. Dạ đủ anh cầm tấn, anh cắt con mực nhỏ ra nha anh. Cắt mực nhỏ ra rồi bằm thơm, thêm thơm. Thêm miếng dưa leo nó cũng được. Rồi bỏ nặng thêm chanh, bỏ đường. Tùy khẩu vị của mình nha anh. Ok cảm ơn Nguyễn Khang nha. Riêng cái lô mực đây là em bao ngon cho má anh em luôn nha. Đó, anh em thấy uy tín chưa? Mực đây là anh em mình lựa những con mực tư nhất nha anh em. Rồi về mình anh em mình muối mắm gửi tới cho anh em. Mực đây là mấy bữa mình ăn mì tôm rồi đó anh em. Okay. Nói chung là con mực nó tư á. Chào mọi người nha. Mực đây là trước tụi mình vớt ra ăn mì tôm nha cả nhà ơi. Vũ có tặng không kìa Vũ ơi? Tặng ai? Hình Tú Quyên. Không có tiền mua tặng được không? Được luôn. Được luôn nha, Vũ kêu được luôn nha, yên tâm nha. Inbox riêng cho Vũ nha. Tưởng gì chứ. Rồi ok anh em đặt hàng cứ để lại dấu chấm hoặc là bình luận nha anh em. Sau phiên live thì anh em mình vào chốt đơn cho cả nhà nha. Rồi chào 260 mấy người anh em nha. Giờ này chắc chưa đông đâu ha. Anh em đi cà. Anh em chưa ngủ dậy. Ồ chào Hùng Rambo nha, chào Hùng Rambo cá Vũ ơi. Hello anh Hùng Rambo nha. Ồ Lê Thanh Sang nữa. Sang Vlog, Sang Vlog nữa. Còn Sang này cũng hello Sang Mộc Thắt nha. Sang Nội Thắt nha. Sang Nội Thắt. Mộc Sang. Nội Thắt Mộc Sang, Sang Mộc Thắt cũng được. Ờ An để lại dấu chấm hoặc để lại dấu chấm đi, tí nữa mình liên hệ với An sau nha. À Hồ Xuân Nam fan của Duy Mập đây có tặng không? Ok nha coi ok, cứ để tí nữa anh em mình vô trong đơn cho các bạn nha. Cứ inbox okay. Cho mình nha. Chào cả nhà nha. Đây anh em ơi. Hello 1000 người đang xem nha. 1 triệu 1 triệu. Đây hôm nay mình tiếp tục gắp mắm mực nha anh em. Ok. Hôm nay mình hello mọi người, hôm nay mình tiếp tục gắp mắm mực nha mọi người ơi. Công đây công, là công người đẹp chứ. Đây là con mực mình anh em mình muối ra nha anh em. Đây là mình muối là chỉ có mực với lại muối trắng đờ di thôi nha anh em. Nên là mà lúc mình mua về á là mình sẽ phải gia giảm thêm đường rồi tỏi ớt xay nhuyễn nha anh em. Rồi ai mà muốn ăn ngọt thêm miếng thơm nữa. Đó, rồi cắt nhỏ con mực ra cho nó giảm bớt cái độ mặn của con mực, tại vì muối mực này là ở cái vùng miền quê mình á là muối mực là không có muối mắm là chỉ có muối với mực thôi.
không có gia giảm đường ngọt như là anh em ở trên miền Trung á, nên là cái này về nó phải gia giảm lại chứ không phải là trút ra ăn liền được, tùy theo cái khẩu vị của anh em mà mình làm mắm này. Sau khi này là 89 cành nha anh em ơi. Đó, mua một hũ 89 cành, mua hai hũ cho lên thì miễn ship, ba hũ thì tặng cho mắm đục nha anh em. Đây mắm đục đây nha anh em ơi, bao ngon luôn nha anh em ơi. Anh em cả nhà mắm này là chấm được các loại rau luộc nè anh em, líu lử lúc nào đây. Đây là cứ mấy mực đây là mình cứ buổi chấm chiều á mà là mình sẽ ăn kèm với bún tư nha anh em, với lại bánh tráng cuốn rau sống thịt mỡ thịt ba chỉ rồi là mình cuốn xong mình gấp con mực lên nha, để miếng mực lên trên đồ mình làm một phát là ăn được luôn, nhức nách luôn nha anh em. Ăn xong là đi ra tiệm thuốc tây là nhức cái nách nữa. Em đó luôn rồi. Ok chào Vương luôn nha. Chứ anh em nào mà mua sản phẩm về có bị lỗi mà không ăn được, không ví dụ như kiểu mà không hợp khẩu vị đấy là cứ liên hệ với hotline ở trong cái tờ giấy đổ ở trong cái hộp nha anh em, là mình sẽ xếp hiển cho, xếp hiển sẽ hoàn tiền lại cho anh em nha. Cứ sản phẩm có gì mà sai sót là cứ liên hệ. Ok anh Duy Trần nha, cảm ơn anh Duy rất nhiều nha. Anh Duy làm theo hướng dẫn thì cảm thấy ăn ngon, cảm ơn anh Duy nha. Cái có okay, khi mình mua trong nha, khi mình mua sản phẩm về là có cái tờ giấy hướng dẫn của đây mình in sẵn để trong đó. Ok là khi mình làm theo nha. Mình làm theo cái tờ hướng dẫn đó rồi mình phải nếm lại, mình quậy đều tan nha nè, sau đó mình phải nếm lại vừa khẩu vị mình, ví dụ như mình ăn ngọt á là nó mặn quá mình sẽ thêm một xíu đường nữa, kiểu vậy. Cứ gia giảm theo cái khẩu vị của từng người, tại vì mình cũng không có chỉ chính xác trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng nha nè. Ri, gọi anh Ri cái đi Vũ ơi. Hello anh Ri nha. Đây sản phẩm mắm mình nha anh em ơi, mắm mực. Đây là mực, những con mực tư mà anh em mình lấy mắm ở trong cảng Cà Ná về nha anh em. Đây là lấy mực trong Cà Ná nè, mắm ruốc. Anh em nào mà đặt hàng thì cứ để bây giờ lại một dấu chấm hoặc là chữ Y với chữ B, là xíu nữa xem cái phiên live này là Vũ với anh G với anh Trọng rồi sẽ vô chốt đơn cho anh em nha. Ok. Khỏi cần ghi đặt hàng mấy hũ gì mà cứ anh em cứ để dấu chấm là chút xíu nữa tự động mình vô mình nhắn tin cho anh em. Ồ, hai bà chị em ruột của anh hai nha cả nhà. Đó, y tí nhau, like ngày 12 luôn nha cả nhà. Đó. À, đại ông thì chắc không được rồi bạn ơi. Ok anh Ri kêu bữa nào xuống kìa. Ri nào đó, anh Ri hình như bạn với Kiệt hay sao. Ri nghĩ ờ ok anh Ri bữa anh gọi em anh nhắn tin mà rủ nhậu mà 12 giờ đêm rủ. Chào 200 mấy người anh em nha. Ok cảm ơn chị Hà rất nhiều nha. Sau kia là chị em đang vô bị vô hũ nha anh em. Đó. Ok các bạn để lại bình luận hoặc để IP hoặc để vô chấm gì đó, tới nữa ai mình với Vũ với Trọng anh em chốt đơn cho cả nhà nha. Mình ăn kèm với lại rau răng luộc là nó rất là hợp nha anh em, nói chung là căng ngoại thế giới luôn. Căng cái âm cái này là mình cứ làm một chén mực cứ có nướng rồi rau sống á, cứ dít một xíu một con mực mình cắt nhỏ ra 89 cành hũ nha một xíu lên rau nha anh em. Ok anh em để lại chữ IP, anh em để lại chấm hoặc là bình luận, anh em bình luận rồi xong phiên live mình với Vũ với Trọng với anh em chốt đơn vô cả nhà nha. Ok cảm ơn chị Hà rất nhiều. Hộp 500g nha Nam Tao Tao ơi, hộp này 500g nha. Đó, nửa ký. Đó, 89 cành nha anh em. Mua hôn mực đổi ba muối không ai đâu. Cảm ơn Kiều Anh nha. Đổi ba muối lấy hôn mực. Y bà không Vũ? Được, có mình quá có... được nha. Nếu anh em nào mà có sổ hộ nghèo thì đưa sổ hộ nghèo cho mình giảm giá luôn nha anh em. Rồi okay, con thương nhà ham học rồi con thương binh liệt sĩ gì cũng ấy luôn. Rồi có mình có làm okay, hồ sơ trả góp luôn nha anh em. Đơn hồ sơ trả góp luôn nha anh em ơi.
hồ sơ trả góp chỉ cần là thẻ căn cước photo công chứng nè, rồi không thì... có mình không có gọi giám định người nhà nha anh em. Bạn là vấn đề gì sao nó cứ giật vậy ta? Bạn yếu hay rất. Chào anh em nha, đại sau nghèo có giảm không anh Mập? Có luôn nha. Có luôn nha Thùng ơi. Chào anh em nha, chào cả nhà nha. Cái anh em ơi, ủng hộ bàn tay đi anh em ơi. Ở mình đang là mùa nắng nha anh em. Còn này mùa mưa á, nói chung là cái mắm này là nó hợp với mùa mưa. Mùa mưa là ăn là nó bắt cơm nhất nha anh em. Rồi, em mua sa mặn quá. Hơn mặn là chỉ cách con... gia giảm gia vị cho anh con, em đi chứ. Con mực này về là mình phải gia giảm theo cái khẩu vị của mình nữa nha anh em. Tại vì ở đây cái này là mình chỉ muối nguyên chất là muối, chỉ có muối với lại mực thôi. Okay. Còn mình về mình ăn là mình phải cắt nhỏ con mực, ví dụ như con mực này nè, mình phải cắt ra làm 7 làm 8 nha anh em, cắt nhỏ ra. Chứ con mực này mà để vô phát là liếu lử luôn á, tại nó mặn á. Nó ăn muối nhiều. Còn về là mình phải gia giảm thêm. Sao lộn hủ luôn. Đó mà mình về là mình phải gia giảm thêm là đường với lại đường rồi tỏi ớt giả nhuyễn nha anh em, rồi nạn miếng chanh vô nữa là mình rồi mình nêm lại một lần nữa là mình thử là nó có vừa ăn cái vừa khẩu vị mình chưa. Nếu mà chưa vừa mình phải nêm thêm một xíu nữa. Ok, cảm ơn Linh Giang nha. Cái thời gian mà nêm đi nêm lại là mình dạng trồng là luộc miếng thịt liền. Anh em cứ để lại dấu chấm hoặc là bình luận hoặc để lại chữ IP thì tí nữa xuống xong là mình sẽ chốt đơn cho anh em nha. Chào Nguyễn Hoàng Trọng nha, trăng sưng nhất quá. Ai đâu ơi hả? Nguyễn Hoàng Trọng đẹp đẹp, chân sưng nhất quá. Có chân nhất Nguyễn Hoàng Trọng chân sưng nhất thì ăn bánh mực nha Nguyễn Hoàng Trọng ơi. Ok, cảm ơn Thiền an lành nha. Ồ, mắm các bạn tùy dùng các bạn nha, tùy khẩu vị của các bạn mà gia giảm gia vị cho nó phù hợp nha. Làm theo cái tờ giấy hướng dẫn á mọi người. Gia giảm gia vị sao cho nó vừa ăn với khẩu vị mình nha. Ok anh em, chào 229 người anh em nha. Hello, hello 1000 người đang xem nha. Một hũ 500g. Một hũ này rất là nhiều mực nha anh em. Mực không là bao nhiêu vỗ? Gần 400g mực á. Đó, anh em thấy đúng chưa? Nếu mình đúng ra là sếp quy định là 350 360, nhưng mà không giờ không có sếp ở đây là mình cho gần 400 luôn. À, chung là hết tình cạn nghĩa với anh em luôn nha. Anh em nào cứ đặt tên phiên la đây là hũ này sẽ có khi là nó lên tới bể lạng nha anh em. Ê, chào cả nhà cá rồi ơi. Cứ canh mà vũ mập mà ghép mực là anh em đặt mua là nó sẽ nhiều mực nha. Cô bán mắm con bèo đang ngồi kế vũ mập không? Con bèo này nó có chủ rồi nha anh em. Có khẩu trang nha anh em ơi. Đây khẩu trang này anh em ơi, khẩu trang nào ngoài cho anh em đó chưa? Có khẩu trang này, khẩu trang tính nó trang của nhà anh em. Cảm ơn nha anh em ơi. Giá một hũ này thì 89 cành nha anh em ơi. Anh em về chấm thịt ba chỉ nè, rau ăn luộc. Nói chung là tất cả các loại rau nha anh em ơi, luộc lên nha anh em ơi. Nói chung ăn cơm, ăn miếng cơm có trái dưa leo là dưới lại chấm với mực là ok rồi anh em ơi. Nói chung là ý là theo cái khẩu vị của mình là vậy, ở ngoài quê mình là vậy. Cứ lần đặt đi làm á, có chấm với mực rồi với lại miếng dưa leo là làm chấm cơm là đi làm đi ra ruộng được rồi anh em. Anh em đặt hàng hay muốn shop tư vấn thì cứ để lại dấu chấm hoặc là chữ IP nha. Chứ anh em cứ đừng có nhắn gì nhiều, cứ để một dấu chấm rồi xong xong phiên live đây là mình sẽ vô mình tự động mình sẽ nhắn tin với anh em nha. Rồi cần gì hay là cứ hỏi là mình sẽ trả lời. Xem cái phiên live này là mình sẽ ở Nhật sao mua được đây Vũ ơi? Tiếp. Ở Nhật chắc chưa được đâu anh. Ở Nhật xa quá nên tụi em gửi không được đâu. Chờ mình bán mắm mình mua được than đó anh em. Rồi xếp đi anh em. Anh em nào mà có anh em cứ ủng hộ cho mình đi. Bán mắm được nha, là mình sẽ mua một chiếc máy bay riêng là chuyên đi ship mắm bên các
Ba chị mình like wifi mà để cho đầu bye bye luôn. À. Ok Hiếu Trần nha, cứ bình luận tí nữa anh em vô sẽ chốt đơn cho bạn nha. Anh em cứ để lại một lần nha, để lại một dấu chấm thôi, rồi xíu nữa mình sẽ xong like là mình sẽ tự động vô mình nhắn tin với anh em. Công việc nhẹ nhàng anh em ơi, công việc nhẹ nhàng chỉ chấm một chấm được rồi anh em ơi. Anh em thấy nhẹ nhàng không? Đó, anh em cứ ủng hộ mỗi người một hũ bánh mực cho ủng hộ anh em Sơn Dược một hũ bánh mực nè anh em ơi, chỉ một hũ thôi. Chào cả nhà nha, chào cả nhà nha, ủng hộ mạnh tay đi cả nhà ơi. Ai giống Huệ vậy, Huệ với ai nữa? Hé, nhặt lê gì đây? Nhặt lê gì đây, nhặt lê vậy? Con mực này mình mấy mực này mình anh em mình muối chỉ okay. Là đi, cảm ơn lấy con nha. Lấy con mực từ ở Cà Ná về nha anh em. Vào tay, cảm ơn vào tay nha. Ok lên da nha, tí nữa có người chúc đơn cho lên da nha. Cảm ơn anh em rất nhiều nha, chúc anh em cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Đó, lâu lâu quay vô út chút mắm anh em mình cả nhà. Đó, sau khi đóng gói nha cả nhà dặn đúng sản phẩm là cả nhà thanh toán nha. Đó, một hũ 500g nha cả nhà ơi, 500g 89 cạch một hũ. Đây là tất cả các loại mắm bên mình nha. Đó, mắm nước, mắm nhỉ anh em, mắm cá cơm. Đó, cơm nguyên con nha. Cái mắm nhỉ anh em mình đó là lọc từ những canh nha. Mắm muối ở ngoài biển nha anh em. Đó, anh em mắm mình lấy mua của mấy người anh em đi biển á, là về anh em mình lọc ra. Cái mắm đó, mắm nhỉ đó là ăn với thịt luộc với xác miếng ớt, chỉ cần anh em chắc ra chén xác miếng ớt xong là mình chấm với thịt luộc nha anh em. Với lại mà cái nhà mà có cái ổ gà, đúng rồi, gà ta đấy. Hiền an lành ơi. Ổ gà ta là mình sẽ lấy cái trứng đó mình luộc rồi mình dằm với mắm, mình chấm với bầu luộc nha anh em, với rau nữa. Đồ, ăn cơm đã lắm nha anh em ơi. Vũ nói gì mà mấy bà kìa, bà ngầu bà cười kìa, nó xấu rồi kìa. Nó xấu Vũ rồi kìa, sao chứ. Nó xấu rồi kìa. Chết luôn. À hổ mực 89 cành một hũ nha anh em ơi. Đó, hai hũ miễn ship. Ba hũ thì tặng trai mắm đục nha anh em ơi. Đây nha, ba hũ tặng cho ông Độc nha. Ok Linh Giang nha. Chào cả nhà nha, chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Giờ này cũng còn sớm rồi chứ đúng không? Anh em chưa tăng thầm nhiều. Nên chủ nhật anh em thứ bảy nghỉ mà làm gì trời. Này bạn có chỗ làm chưa? Chủ nhật mới nghỉ chưa? Chào tất cả anh em nha. À, cái này là mực bèo nha. Này là mực bèo nha Nhung ơi. Đó. Mực bèo này là ở biển Cà Ná, ở cảng Cà Ná anh em mình mua những con mực mà anh em mới đánh bắt buổi sáng. Ví dụ như tối nay đi á, tối nay người ta ra người ta đánh bắt là sáng anh em mình mua, điện ở trên có chủ nậu ở trong đó là mua xong là gửi về đây cho anh em mình nha anh em. Về trong ngày luôn, mực rất là tươi nha. Rồi về mình anh em mình chỉ muối với lại muối trắng đề dây. Muối này mực này là anh em mình muối chua nên cái tốc độ ghéo của con mực á lậu hổ về mập. Lậu hổ về mập. Có người nhát luôn kìa. Cảm ơn thì anh nha. Con mực này anh em mình muối muối chua nha anh em. Là chỉ cái thời gian cái tốc độ ghéo của nó là nó sẽ nhanh hơn là con mực mình muối mặn. Muối mặn là con mực nó sẽ cái tốc độ nghếu của nó là nó sẽ lâu hơn. Còn con mực anh em mình là muối chua nên là mình khi mình dùng á, khi mình ăn chậm á là nó sẽ tan hết đi nước đi, tan hết cái mực cái còn nước không, nhưng mà nước đó cũng vẫn ăn được nha anh em, chứ không có đổ, không có bỏ. Ok chị Hiền My nha, cảm ơn chị Hiền My rất nhiều nha. Chị Hiền My của bà con giấu không giấu. Nếu là cái bánh mực đây là anh em của anh em mình á, là hiện tại ở đây là anh em mình muối nhạt nhất là trong các cái chỗ bán bánh mực giống mình. Tại vì con mực này là khi mình muối là nó sẽ khi thời gian mà mình bán không kịp á là nó sẽ ngéo con mực đi. Ví dụ như là 50 kg nó ngéo còn có 20 kg 30 kg bán kịp là
nó mình sẽ bị lỗ nha anh em, nên là mình phải tranh thủ mình bán. Con mực này nó cũng trà Lê Hồng ít mạng hơn mấy con mực kia. Hello, hello Lê Hồng Phúc, chào Lê Hồng Phúc cá mập ơi. Hello anh Phúc nha. Chào cả nhà nha. Mắm này làm gì ngon Vũ ơi? Mắm này mà mình sẽ trước khi mình làm chén mắm là mình phải luộc cục thịt cho nhé, trước nha anh em. Thịt mà bon năm mỡ năm nạc á, anh em nào mà không ăn mỡ được thì mua nạc không nha anh em. Đó, rồi một miếng rau, một rổ rau sống. Như là có mấy cái bánh tráng nhúng càng tốt. Đó, xong mình sẽ giả mua nửa trái thơm nữa, mình bằm thơm nhuyễn ra, xong mình bằm tỏi, bằm ớt. Xong mình trộn với lại xíu đường. Đó, xong mình cắt con nhỏ mực nhỏ ra, con mực này mình cắt nhỏ ra nha anh em. Cắt cái miếng dừa ăn chút xíu không là nó đỡ mặn hơn. Là mình cuốn bánh tráng, cuốn thịt là mình dứt thôi nha anh em. Còn cơm nguội á, cơm nguội mình cứ dứt cái con mực lên mình ăn cơm nguội đã. Chiều 3 giờ ăn cơm nguội là nó mập như Vũ mập luôn nha anh em. Vũ sao bữa nay gầy vậy? Chào anh em nha. Mình giới thiệu lại anh em hũ bánh mực của bên mình. 500g 89 cành nha anh em ơi. Anh em mua 2 thì sẽ miễn phí bằng ship nha. Mua 3 thì sẽ được tặng cam mắm đục nha anh em. Mắm đục này thì anh em về chấm rau luộc đồ nha anh em, thịt ba chỉ, bánh tráng cuốn nha anh em. Nói chung là rất ngon nha anh em ơi. Mắm này thì mình cũng lọc từ anh em đi biển về mình lọc lấy nước nha anh em. Đó. Hồi trước mình chưa đi biển á là mình ốm như giống nhỏ này nha anh em. Nhỏ đâu. Đó, ốm như nhỏ này luôn. Rồi từ cái lúc mà mình đi biển á là mình ăn cơm với mấy mực nè. Là mình mập như vậy luôn á. Còn hầu làm YouTube là đâu mập bao nhiêu đâu. Từ lúc là YouTube năm nữa thôi. Năm mà lên đâu có 20kg à. Còn mắm ruốc. Mắm ruốc thì sao Vũ? Mắm ruốc này là mình lấy con ruốc ở biển Lộ Diêu của mình nha anh em. Biển Lộ Diêu á, người ta đi mình trủ á, với lại pha xúc á. Người ta xúc vô lựa những con ruốc mà nó to á, to nó có màu hồng. Khi mà con ruốc ở mình á là nó có màu hồng nha anh em. Khi mà lên bờ nó màu cam cam hồng hồng. Đó, xong mình về mình lựa những con mà to nhất. Mấy cái mỹ ruốc mà to nhất là để mình muối mắm này mình xay nhuyễn ra, xong mình mới muối. Đây là nó hồng hồng nha. Với lại cái độ muối của anh em mình là nó không có mặn như cái mắm tôm. Là chỉ cần gia giảm đường, ít đường là mình nặn miếng chanh nó vô là mình dứt thôi nha anh em. Là bún đậu mắm tôm này, mắm tôm đó là bún đậu mắm tôm này, rồi gì bánh tráng thịt luộc này, rồi thịt khô mắm ruốc này, rồi gì để nhớ nè, văng văng vào mai. Chào cả nhà nha, chào 200 người anh em nha. Đặc biệt là dưới lại vitamin gâu gâu nha anh em. Anh chị cả nhà đặt hàng cứ để lại dấu chấm hoặc là để lại chữ gì đó hay là bình luận dưới bình luận dưới video nha cả nhà. Xong là thì mình với anh em Vũ rồi chốt đơn cho anh em nha. Hai hũ thì ok, hello anh Tùng Râu nha. Đây mắm mực nha anh em ơi, mắm mực 89 cành nha. Hai hũ miễn ship nha anh em ơi. Một hũ 500g anh em ơi. Anh em nào mua hàng thì cứ để lại một dấu chấm. Để lại một, chỉ cần chấm một chấm rồi xong rồi gửi lên là xíu nữa anh em mình xong phiên live là tự động anh em mình vô nhắn tin với anh em nha. Mắm nhị 79 cành. Đó anh em. Mắm ruốc 75 luôn nha anh em ơi. Con thèm quá chú. Thèm thì xin tiền mẹ mua con ơi. Ok, cảm ơn anh Công Cốc nha. Vũ Bập Lộc. Là sao? Hello anh Tùng Râu nha. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian xem live của anh em Sơn Dược nha. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Mọi người mua hàng đặt hàng thì để lại chữ AB hay là dấu chấm nha. Đi nữa xuống là thì anh em mình sẽ chốt đơn cho mọi người nha.
Đây phải anh Quang Minh phải hỏi trực tiếp cô ấy. Có người hỏi quẹ có chồng chưa quẹ ơi? Đang độc thân. Đang độc thân, quẹ đang độc thân nha anh ơi. Độc toàn thân nha anh em. Cảm ơn chị Hướng Dương nha. Ok, chút nữa anh em sẽ chốt đơn cho chị nha. Cái nào mà đẹp đẹp là đọc nhiều á em ơi. Có hôm nào mà chẳng có. Ok, rồi đó. Ok, có gì mình xuống live mình sẽ liên hệ với bạn nha Tâm Hậu ơi. Cảm ơn những anh em đã đang theo dõi mình nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mắm mực đi anh em ơi. Mắm mực anh em ơi. Giang danh thiên hạ anh em ơi. Đó. Anh em ơi. Chốt đơn anh em ơi, chốt đơn. Chốt lia lịa cho anh em ơi. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục hôm nay mình tiếp tục mình like gấp mắm mực người. Hello mọi người. Mọi người quá nhớ, đẹp. Mọi ủng hộ ủng hộ. Mọi người nhớ mua cho mình để lại một like, một hũ, một 89 cành nha anh em. Để anh em ủng hộ cho anh em sử dụng em cũng đang đọc thân chị ơi. Có kinh phí để trả tiền cho mấy người mẫu chân dài đây chứ sao mà chắc phá sản nữa nha anh em. Phá sản luôn à. Ok anh, tụi em là làm đảm bảo chất lượng luôn đây ơi. Đó, anh em thấy cái lòng không anh em? Ngăn đùi mũi đồ ấy đồ vô cho anh em ơi. Đó. Anh em mình làm toàn bộ trong cái khâu quy trình trong cái lòng kính oh, nha anh em. 13 tháng 8 sinh nhật. Xem chút em đi anh em cảm ơn. Chúc Lê Văn Quanh sinh nhật vui vẻ nha. Thành công hơn nữa trong cuộc sống nha bên đây. Chúc ai? Nghị Vũ Mập mô rồi. Lê Văn Quanh, chúc mừng sinh nhật ấy. Happy birthday tới mai. Ngày 13 tháng 8. Ngày 13 tháng 8 là ngày mai hay sao? Ngày mai hả? Ngày mai. Đúng, ngày mai. Ngày mai. Chúc ngày mai chúc cái gì? Vinh sinh nhật vui vẻ nha. Rồi khỉ mãi không bao giờ mệt nha. Khỏe không mệt hả? Còn ăn ấy hết nha Vinh ơi. Người yêu Vũ Mập đó. Người yêu Vũ Mập chưa có nha anh em. Ờ. Cảm ơn lẹ. Vợ sắp cưới của Vũ Mập hả Thanh Gà. Nghĩa Thanh Hào. Đấy là hoa riêng Vũ nha anh em. À. Ok anh em, mắm mực nha anh em ơi, mắm mực. Chỉ muối từ mực tươi với muối trắng nha anh em. Đây, sau khi lộn. Sau khi thành phẩm đây nha anh em ơi. Đó, đóng gói, bao bì. Như thế này anh em nhận hàng như thế này anh em thanh toán nha. Mình bên mình cho kiểm tra hàng nha anh em, nhưng mà không được thử thôi. Để kiểm tra hàng. Có gì nếu mà nếu sản phẩm có gì sai sót không hợp khẩu vị với anh em á là có trong trong hộp có một cái tờ giấy hướng dẫn và một cái tờ giấy không nói đây đính chính lại một lần nữa anh em mấy bữa anh em cứ nghĩ cái kêu là bồ của Vũ Mập nhưng mà thiệt ra không phải nha anh em. Đây là chỉ là người ta lớn hơn mình một tuổi nhưng mà làm trai mà mình phải kêu là mình xưng anh đó. Nhưng mà đây là bạn gì đồng nghiệp nha anh em, đồng nghiệp làm mắm. Đây là nói chung là đây là đi ship Sài Gòn thì tầm 3-4 ngày nha, 3 ngày 4 ngày nha Vũ Phạm ơi. Chết. Wi-Fi nó bị cái gì á? Wi-Fi bị yếu sợ. Mới rớt nữa rồi. Ồ anh em thông cảm nha. Mình bữa nay nắng nóng quá hình như Wi-Fi nó bị nóng sao. Ồ cảm ơn cả nhà nha. Ồ bên YouTube thì mình tạm ngưng nha anh em ơi. Đừng nói bên đấy nha. Ok, Vũ chỉ anh em cách làm mắm mực đi Vũ ơi. Nếu mà bây giờ lâu lâu mình lên cái clip cho anh em thôi chứ bên đó mình cũng đang tạm nha anh em ơi, tạm nghỉ nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em là cách làm một chén mắm mực theo cái khẩu vị của mình nha, là ngon nha anh em. Là trước khi mà mình
làm bánh mực á là mình sẽ phải mua một hũ bánh mực nha anh em. À đúng, chính xác. Trước khi mình làm bánh mực là mình phải mua một hũ bánh mực. Đúng, đi vậy. Là mình, anh em nào mà chưa có bánh mực là anh em hãy để lại dấu chấm ở dưới phòng bình luận là chút xíu nữa Vũ chỉ sẽ có nhiệm vụ là chốt đơn và gửi hai bánh mực cho anh em nha. Đó, khi mình mua hũ bánh mực shipper tái ship cho mình nha anh em, là sẵn cầm hũ bánh mực để xuống là mình đi mua một miếng thịt nha anh em, miếng thịt thịt ba chỉ anh em đó, không thì trứng chiên cũng được, trứng chiên có nướng đó, xong mình mua một cái mấy cái bánh tráng rau sống rồi mình về mình sẽ làm bánh mực. Sau đây là mình sẽ làm một xíu sả bam nè, nó nếu mà muốn thơm á sả bam, rồi mình thêm một miếng gừng nữa nha anh em. Nó nói là tất cả cái gia vị mà anh em dân biển ăn á, với lại cái ở vùng đây ở vùng quê mình đây ăn nè, là sả bam nè, miếng gừng, tỏi, ớt, bam nhuyễn ra, xong là mình cho miếng đường, xong mình cắt mật nhỏ rồi nè, xong mình trộn chung rồi mình ăn miếng chanh nữa là mình ăn được rồi. Còn thơm thì mình muốn ngon rồi mình mới thêm thơm cho thôi nha nè. Rồi mình cuốn bánh tráng rồi mình cứ dít mực lên nhé, lấy cái đũa mình gắp miếng mực lên bỏ lên miếng tráng là mình cắn phục hơi mê luôn nha anh em. Vợ đẹp, đẹp hết. Vũ lấy vợ đẹp hết hả? Vũ lấy vợ đẹp hết. Không, đây không phải vợ mình đâu nha anh em. Chào bà xã nha. Ồ bà xã, mình xã thi cho bà xã ơi. Mình xin đến chính lại một lần nữa là đây là không phải là người yêu mình nha anh em. Đây chỉ là đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp. Chào cả nhà nha, chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Ok. Cả nhà ủng hộ mắm anh em mình thì cứ để lại dấu chấm hoặc để lại chữ IP nha cả nhà. Còn mắm này thì sau đây Vũ mắm nhĩ nè. Mắm này là mắm nhĩ của anh em mình lấy. Ồ, chào bà xã nha. Nhập từ các anh em đi biển ở ngoài biển nha anh em. Là mình lấy từ đó anh em muối ở ngoài biển đem về, xong mình để cho nó khoảng 5-6 tháng, gần 1 năm là nó ngếu, nó nát hết cá đi là mình sẽ lọc lại nha anh em, chỉ lọc lại rồi đóng chai gửi cho anh em thôi, không có xài một cái gì chất bảo quản gì đó nên là nguyên chất 100%. Cái độ đạm của cái này là phải nằm giá là 70% độ đạm nha anh em, còn 30% là muối. Cái này là mình chỉ cần là mình sắc miếng ớt á, xong rồi mình chắc nước mắm rồi mình chấm thịt luộc rồi ăn cơm thôi anh em ơi, còn khỏi cần gia vị gì hết. Mình cái mắm này mình ăn là mình nó ngứa luôn cái miệng á, là đạm, chứng tỏ là đạm nó nhiều nha anh em. Anh em mình ăn thì chỗ mình thì ăn thì chỉ có cần chế mắm rồi là sắc ớt cho thôi nha anh em, còn chỗ anh em thì nếu mà ăn ngọt hơn thì bỏ thêm chút đường nữa, tí chanh nha anh em ơi. Ồ, chào anh Hậu nha. Chào cả nhà nha. Cắt cơm. Còn cái mắm này cũng ngon nè cả nhà. Đó, chỗ cá cơm nghiêng con. Đó, cái đó là cá cơm nghiêng con nha anh em. Đó, cá cơm nghiêng con. Cá cơm nghiêng con là mình con cá này mình muối á, mình cũng muối cái tóc, mình muối cũng muối chua luôn, nhưng mà mình có ớt xào á, mình gia vị thêm ớt xào vô nó, nên là cái này nó cũng mình cũng thấy bảo quản ngăn mát tủ lạnh, khi nào mình ăn mình sẽ lấy ra, tại vì mình bỏ ngăn mát tủ lạnh là nó sẽ giảm lại cái tốc độ ngếu của con cá. Ok Hậu nha, mình để ở ngoài vẫn được nha. Nhưng mà mình để ngăn mát tủ lạnh là mình sẽ xài được 2 tháng, còn mình để ở ngoài thì mình xài được 1 tháng đi, nhưng mà nó không có hư nha anh em. Tất cả loại mắm này nó không bao giờ nó bị hư, nhưng mà nó khi nó ngếu rồi, con mực này, mắm mực này là nó mình bỏ ngăn mát là nó giảm lại tốc độ ngếu, còn mình để ngoài thì nó sẽ ngếu con mực đi, nó còn nước, cái nước, nhưng mà cái nước đây vẫn làm mình vẫn chấm rau chấm đồ ăn được nha anh em, chứ không phải là hư hay là bỏ gì cái nước đây đâu. Cả nhà ủng hộ để lại chấm hoặc là chữ IP hay là bình luận ở dưới video nha cả nhà ơi. Anh em nào muốn sở hữu cho mình một hũ bánh mực thì cứ để lại một cái dấu chấm, rồi xíu nữa anh em mình xuống like thì chính mình và anh Gà rồi anh Trọng rồi Toàn Đen
sẽ là người nhắn tin trực tiếp cho anh em nha. Anh em cứ yên tâm đi, khi nào mà anh em hỏi ai đang nhắn tin đó là sẽ là, ví dụ như Vũ đang nhắn tin là Vũ sẽ nói là Vũ mập nè đó, còn mà anh gò là gò rừng đây, còn anh gió là trọng gió, trọng trọng gió nhá đó. À, giới thiệu với anh em nha, mắm mực 89 cành nha anh em ơi, 89 cành, hai hũ sẽ là miễn ship nha anh em, ba hũ sẽ tặng thêm chai mắm độc nha anh em ơi, đó ba hũ sẽ tặng thêm chai mắm độc. Mắm này thì bán lẻ thì bán riêng thì 60 cành nha anh em ơi. Mắm cá cơm nghiền con với mắm ruốc là 75 cành nha anh em ơi. Ok. Ok anh em cứ để lại nước chấm nha anh em. Nước là đâu? Để chút nữa Vũ vô lá vô. Vũ ghép mắm xem rồi Vũ vô Vũ làm món cho cả nhà nha. Chút nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu để ngồi theo dõi phiên live của tụi mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha. Đó. Như Vũ múc là bao nhiêu? Đó, 4 lạng đấy. 4 lạng mực nha anh em. Múc đúng luôn. Phiên live anh em nào mà muốn mua nhiều mực là mua trên phiên live này cô Vũ. À cô Vũ. Vũ là sếp. Hào sếp. Vũ là miếng ghép ro đó. Sếp đi đi vắng nên thành ra Vũ là ưu ái cho cả nhà nha. Nói chung là thêm cho anh em vài con mực cũng không sao. Okay, quan trọng okay. Tình nghĩa của anh em ủng hộ mém mình chứ còn hơn một mực hai con mực đâu có nghĩa lý gì đâu. Chính xác chính xác. Toàn đang đi công việc rồi nha bạn ơi. Ok, chào mừng cả nhà nha. Như đường truyền yếu. Lấy cái điện thoại của okay, ai đó coi ơi. Thử. Coi thử đường truyền nó có bị lag không? Bị lag hả? Đứng rồi. Bạn yếu quá anh em ơi. Anh em thông cảm nha. Bị mạng bị gì đó. Mạng này nó bị sao ta? Đây cũng mười mấy mạng chứ sao nó yếu ta? Được chưa? Được. Anh em chịu khó thoát ra vô lại anh em ơi. Chịu khó thoát ra vô lại nó mạnh nãy giờ đơ đơ sao? Đấy, còn mấy người xem nào. Ok, cảm ơn Quách Thắng rất nhiều nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ anh em nha. Ok anh em. Chào anh em nha. Anh em cứ việc để lại dấu một dấu chấm là xíu nữa là hay là số 1, số 2 gì đó là hello là chút xíu nữa mình xem cái phiên live này mình sẽ ra chốt đơn cho anh em nha. Cầm gió đó, nhắn tin lại cho anh em liền. Chịu bị đứt chân nha anh em. Rồi, Vũ ơi giới thiệu mắm này nguồn gốc xuất xứ rồi cách làm cho anh em biết luôn Vũ ơi. Mắm độc nha anh em ơi. Đó, mắm độc nha. Đó. Ok Vũ mập. Mắm này là mắm độc này là anh em mình cũng muối từ con cá cơm với cá nục nha anh em. Đó, khi mình muối là mình muối nhạt đi với so với cái mắm lọc là mình sẽ muối nhạt đi là khoảng chừng 3 tháng là nó sẽ ngéo ra, nó sẽ ngéo ra hết là mình sẽ lọc cái xác đi, mình sẽ lấy cái nước này mình làm cho anh em là nguyên chất 100% luôn, không có nói không với chất bảo quản nha anh em. Rồi cách làm luôn. Còn cách cái này mình chấm với rau luộc này, cá nướng này, cá chiên. Ăn bún bún tư nha anh em, ăn bún đây là gọi là ở các nơi khác là kêu là mắm nêm đó anh em. Nói chung là cái này là nói chung là nó căng hết tất cả đồ chấm luôn. Có phải là gian danh thiên hạ không Vũ? Gian danh thiên hạ. Gian danh thiên hạ nha anh em. Đó. Mắm này. Hello sau này nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Anh em đặt hàng mua hàng để lại cho chấm nha. Anh em ủng hộ Sơn Nhược, tên Sơn Nhược thì cứ để lại một dấu chấm với phần bình luận. Xíu nữa anh em mình xong like là mình sẽ ra mình chốt đơn cho anh em nha. Tự mình nhắn tin cho anh em. Ok anh em. Ok chưa anh em? Là lên cái sao mà không khí nó buồn ngủ quá đâu. Đó. Mực tươi nha anh em. Với muối trắng đà dây. Đó. Mình chỉ hai loại đó thôi. Đó, mắm của mình thì mới nhạt hơn người ta rất nhiều rồi. Nên thành ra anh em ăn cứ yên tâm. Mọi người cứ chốt like chốt
chốt đơn liên tục đi nha anh em, đừng có ngại gì, cứ anh em nào mà về ăn không hợp khẩu vị á, là có mình sẽ có để số điện thoại của sếp Hiển ở trong cái hộp á, là có cái tờ giấy đỏ đỏ, là anh em cứ alo gọi trực tiếp cho sếp Hiển, hay là hoặc là nhắn tin qua Zalo, rồi sếp Hiển sẽ bồi thường cho anh em nha, tại vì mình làm ăn uy tín mà, chứ không phải là mình làm ngày 1 ngày 2 rồi mình nghỉ rồi anh em, mình làm ăn cả đời nên mình phải là làm lấy cái sự uy tín ra mình làm nha anh em. Chính xác nha anh em ơi, chính xác nha anh em ơi. Anh em có bán cô bán mắm không? Cô gấp mắm không? Anh em là người thật việc thật nha anh em. Em có bán không? Nhắm mua. Ấy là nhắm mua nổi không? Ấy là nói vậy chứ gì? Anh em mình muối mắm dạ. Là khi mình làm á mình là anh em mình toàn là quay tất cả các quy trình mình làm luôn nha anh em, từ khâu muối rồi tới khâu đóng gói, là mình không có giấu giếm gì, mình quay thẳng lên cho anh em coi, tại vì mình làm thiệt, làm sao mình quay vậy thôi nha anh em. Hâm mộ lắm. Ok, cảm ơn Nhung rất nhiều nha, cảm ơn Hồng Nhung nha, chị Hồng Nhung rất nhiều nha. Đây anh em, mình gấp mắm mà cũng đang trong cái lồng này anh em, mình mà không cho ruồi hay gì bất cứ con gì vô trong này nha anh em ơi. Cảm ơn 100 người anh em rất nhiều. Mắm mực hũ 500g nha anh em ơi, 500g 89 cành nha anh em. Đó. Anh em đặt hàng cứ để lại chấm nha. Hai hũ thì bên mình miễn ship nha. Ba hũ thì tặng chấm mắm độc nha anh em. Đó, mắm độc. Thì tính luôn nha. Combo ba hũ. Mắm này là mắm độc nha chị ơi, mắm độc. Mắm độc còn gọi là mắm nêm nha chị ơi. Ok, anh chị cứ để lại bình luận nha. Đây là chấm. Tí nữa sẽ anh em mình sẽ chốt giải chốt lên cho anh chị nha. Mọi người ủng hộ Sơn Dược, giống Sơn Dược mắm Sơn Dược cũng giống như Sơn Dược Vlog ở bên kia, thì cứ để lại một dấu chấm, là chút xíu nữa anh em mình sẽ xong phiên live này sẽ là ra đích thân mình sẽ là người chốt đơn và hỏi số điện thoại của từng anh em để lại dấu chấm nha. Nguyễn Trung Sang. Có gì cứ mọi việc là cứ để lại dấu chấm, là mọi việc vũ lô hoặc hàng tới nhà là vũ để vũ lô tới nhà luôn nha anh em. Còn thanh toán, còn thanh toán. Thanh toán rồi mọi người thanh toán. Vũ lô tới cái khúc mà tới nhà thôi, còn thanh toán là mọi người thanh toán. Ok. Ok chị, cảm ơn chị rất nhiều nha. Ok. Mua 10 hũ tặng ăn cái bấm luôn. Mà tặng số điện thoại không à? 10 hũ thì tặng 10 hũ là tặng cái mũ. 10 hũ tặng cái mũ. Rồi cái gì được tặng cái áo? Mua bao nhiêu hũ 6 hũ tặng cái áo. 6 hũ tặng cái áo. Được. Ok, cảm ơn chị Nhung rất nhiều. Hâm mộ chị mập lắm. Mập, chào chị Nhung cái mập ơi. Hello chị Nhung nha. Chào mấy anh Nguyễn Ho nha. Mấy chị làm mà tin Nhung đẹp, thường hay đẹp gái dễ thương lắm. Ây bài. Mắm nào ăn nhất nách? Nguyễn Trung Sang. Nói chung là mắm nhất nách thì nó nhất nách tùy theo từng cấp độ nha anh em. Nhất nách nhất là số 1 là test khâu 5 mũi là nó chưa là mấy mực. Là ăn xong là phải đi khâu cái nách là 5 mũi. Mấy mực nha anh em, là test nách á. Còn mà 3 mũi với 4 mũi còn về là không, 1 mũi là các mắm xeo là tùy theo khẩu vị của anh em thôi. Mắm xeo à. À nhưng mắm độc nha anh em. Mắm độc. Mắm nhỉ. Đó. Mắm cá cơm nghiền con. Đó. Cá cơm nghiền con nha anh em ơi, đó. Mắm ruốc. Đó. Anh em thấy tính chưa? Kính thưa các bạn. Ok, mắm. Cảm ơn chị Nga rất nhiều nha. Đặt mắm nón đỏ có bán không? Em ấy mới hồi nãy nói gì? Nói lại nghe hệ. Bán luôn. Em ấy bán luôn. Bán luôn nha Nga. Anh gì đây? Anh Nguyễn Hoa ơi, bán luôn nha anh ơi. À bên mình thì có mắm nhỉ nha anh em ơi. 79 cành. Mắm này thì nếu theo khẩu vị anh em mình thì chỉ cần chắc ra rồi ớt sắc nha anh em. Đó là dùng được nha anh em ơi. Mắm thứ hai, mắm đục nha anh em. Mắm đục này thì từ mắm cá cơm
mắm cá cơm với lại mắm cá nục nha anh em. Đó anh em cũng chấm được tất cả các loại rau, bánh tráng ba chỉ, nói chung là nhất đắp nha anh em ơi. Rồi mắm cá cơm nguyên con nha anh em, cái này thì cũng khỏi phải bàn cãi rồi. Cái này hai cái mắm này ăn mắm ruốc pháo rất ngon nha anh em. Mắm ruốc nha anh em, mắm ruốc thì kho với thịt ba chỉ hay là nói chung là ăn với nó vitamin gâu gâu nha anh em, ok hết á. Mắm này là mắm mực đó, cái này là gian danh thiên hạ anh em ơi. Thế là ăn vô là nhíp cái nách nem mũi á. À ăn vô nhíp cái nách nem mũi, ok anh em. Chào 126 người anh em nha. Hello hello 126 người đang xem, cảm ơn cảm ơn các 126 ngàn người anh em đã dành thời gian quý báu coi hai anh em mình like nha. Ok ok. Coi Vũ Mập nó chúc anh em buổi chiều. Anh em buổi chiều vui vẻ thật nhiều giúp khỉ không bao giờ mệt nha. À. Đi làm không mệt. Đi làm không mệt. Rồi tập thể dục không mệt. Tiền vô như nước sông Đò, tiền ra như giọt cà phê phin. À. Nè. Ý vậy. Bữa nay người ta xài máy ép ép phát là chạy ra luôn á. Đấy, chúc là cà phê phin chứ đừng có ép má. Anh lực là anh chạy ít ác quá ha, mặt máy mút mắm. Được. Ác chứ. Anh lật soda anh ít ác, anh lật luôn này à. À ok chị nha, chị Gia Bảo, Võ Gia Bảo nha. Cái tên này chắc tên con của chị quá. Thì mới đầu mình không quen hả chị, mình mở ra thì nó hơi bay mùi. Chị đã, chị quậy lên nha, chị đảo lên, okay, đảo đều. Rồi làm theo hướng dẫn ở trong tờ giấy chị. Rồi cứ thế mà quất thôi. Tại vì mình vận chuyển đi á chị. Tại vì vận chuyển mấy ngày liền là tại vì nó bí trong cái bị á, khi là mình mở ra mình sẽ nó sẽ có cái mùi toàn không quen á, có công việc nha. Thì là mình phải lấy cái đũa mình quậy lên, không rồi mình chỉ lấy rút cái bị rồi rút lại vô trong cái hũ sành nè, cái hũ keo nhựa nha. Xong rồi chị quậy đều lên để tủ lạnh một chạp là chị lấy ra là nó khác rồi. SHIB không? Thôi bây giờ mình sẽ xuống live và mình sẽ đi làm một món cơm gì, cơm nguội phơi khô thở dầu sắp tỏi. Cơm nguội sao đâu chịu vậy? Cơm nguội đó là có nhúng mắm gì không, thở dầu lên xong rồi sắp với mắm tỏi. Mắm chào anh em nha, mắm nhảy nè, mắm nhảy đây không, mắm sắp nhảy với mắm tỏi là cho chị em ăn buổi chiều xong uống nước xong rồi no tới tối nha anh em. Khỏi ăn cơm luôn đúng rồi, ăn cơm cháy à? Tại vì bóng mắm éo quá, bóng mắm éo quá nên mình phải tiết kiệm nha anh em. Anh em đặt hàng vui lòng để lại dấu chấm hoặc IP nha anh em, chữ IP hay là để bình luận ở dưới phiên live anh em, sau phiên live anh em sẽ chốc hàng cho mọi cả nhà nha. Chúc cả nhà và gia đình buổi chiều vui vẻ nha, thật nhiều sức khỏe. Anh em cứ để lại dấu chấm là giờ xong kết thúc mình xuống live mình sẽ ra chốt đơn cho anh em nha. Chào anh em nha. Chào anh em nha. Ok anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em dành thời gian quý báu nha để ngồi xem live anh em tụi mình nha. Ok mình xuống live nha anh em.